đại dịch sẽ phải lùi xa. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Chúng tôi xin giới thiệu bài thể dục dành cho lứa tuổi trung học phổ thông nhằm để tăng cường sức khỏe, tăng khả năng vận động để phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19. Chương trình được Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp cùng với UNICEF Việt Nam thực hiện. Sau đây là phần hướng dẫn phân tích chi tiết động tác bài tập. Động tác số 1, động tác vươn thở. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, tay trái lên cao. Nhịp 2, đặt chéo chân ra sau, tay phải lên cao. Nhịp 3, quỵ hai gối, hai tay mình đang chéo trước ngực. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, tương tự và đổi bên. 5, 6, 7, 8. Động tác số 2 là động tác dậm chân tại chỗ. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác số 3 là động tác bật tắt chậm phối hợp với tay. Nhịp 1 bật tắt hai chân, hai tay dang ngang. Nhịp 2 bật chậm, hai tay khép chân cao. Nhịp 3 trở về nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 lặp lại. 5, 6, 7, 8. Động tác số 4, động tác tay vai. Nhịp 1 bước chân trái sang ngang, hai tay lên cao chích về. Nhịp 2 trở về tư thế ban đầu. 3, 4 đổi bên. 3, 4. Nhịp 5 lùi chân trái ra sau, hai tay ngang vai. Nhịp 6 về tư thế chuẩn bị. 7, 8 đổi bên. 7, 8. Nhịp 9, 10 nhón chân và hai tay đang chéo trước ngực. 11, 12 chúng ta hạ xuống, xuống theo người. Động tác số 5, động tác tay ngực. Nhịp 1, hai tay lên cao. Nhịp 2, quỵ gối, hai tay xuôi người. Nhịp 3, về nhịp 1. Nhịp 4, tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, bước chết góc trái 45 độ, hai tay dang ngang căng ngực. Nhịp 7, 8, về tư thế chuẩn bị. Lần 8 thứ 2, chúng ta đổi bên. Động tác thứ 6, động tác nghiêng lườn. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, hai tay sau gáy. Nhịp 2 khiển góc chân và nghiêng sang một bên. Nhịp 3 duỗi hai tay thẳng. Nhịp 4 đứng thẳng hai tay dang ngang. Nhịp 5 gập lưng vuông góc. Nhịp 6 gập sau hai tay chạm mũi chân. Nhịp 7 hai tay lên cao ngửa sau. Nhịp 8 về tư thế chuẩn bị. Lần 8 thứ 2 tương tự và đổi bên. Động tác số 7, động tác chân. Nhịp 1, nâng gối trái hai tay lên cao. Nhịp 2, hạ chân hai tay chạm vai. 3, 4 đổi bên. 3, 4. Nhịp 5, đá chích ngang, hai tay dang ngang. Nhịp 6 về tư thế chuẩn bị. 7, 8 đổi bên. 7, 8. Câu số 2, nhịp 1 bước sang ngang, hai tay dang ngang. Nhịp 2 kéo chân về trước, hai tay kéo trên đầu. Nhịp 3 về nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Lặp lại. 5, 6, 7, 8. Nhịp 9, 10 nhón chân, hai tay đang kéo trước ngực. 11, 12 trở về tư thế ban đầu. Động tác số 8 là động tác di chuyển. Nhịp 1, 2, 3, 4 bước về trước 4 nhịp tay chống hông. 1, 2, 3, 4. Nhịp 5, 6, 7, 8 chúng ta bật lùi về sau, hai tay thẳng trước mặt. 5, 6, 7, 8. Câu 2, nhịp 1, 2, 3, 4 sang trái hai bước tay cao. 1, 2, 3, 4. Nhịp 5, 6, 7, 8 trở về tay thấp. 5, 6, 7, 8. Chúng ta lặp lại động tác này và đổi bên. Động tác số 9 là động tác toàn thân. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, tay trái chích cao, tay phải chống hông.
Nhịp 2 quỳ gối trái, ép tay xéo về một góc. Nhịp 3 vặn mình sang bên trái. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5 bước về trước quỳ gối, hai tay lên cao. Nhịp 6 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 7 tà 8 chúng ta bật 3 lần. 7 tà 8. Thực hiện lặp lại và đổi bên. Và động tác số 10 là động tác kết thúc. Chúng ta sẽ di chuyển vào để tạo thành hình ngôi sao. Xin cảm ơn. Phần hướng dẫn động tác bài tập của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý thầy cô và các bạn tập luyện đạt được hiệu quả cao để có sức khỏe tốt phòng chống mọi dịch bệnh. Chúng ta xin hãy tránh xa, dù trẻ hay người già, hãy luôn ở nhà, không cho dịch bệnh lan xa. Cùng nhau chung sức trong giặc Corona. Corona là kẻ thù của chúng ta, thương người chiến sĩ đang gồng mình ngày đêm và cùng toàn dân chiến đấu trong đại dịch. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Yêu thương nhau, cuộc đời dù bao khó khăn, hãy luôn vun bước tin vào một ngày mai. Dang dang vòng tay, chung bước trên con đường. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Corona, kẻ thù của chúng ta, xin hãy tránh xa, dù trẻ hay người già, hãy luôn ở nhà, không cho dịch bệnh lan xa. Cùng nhau chung sức trong giặc Corona. Corona là kẻ thù của chúng ta, thương người chiến sĩ đang gồng mình ngày đêm và cùng toàn dân chiến đấu trong đại dịch. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Yêu thương nhau, cuộc đời dù bao khó khăn, hãy luôn vững bước tin vào một ngày mai. Dang dang vòng tay, chung bước trên con đường. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Chúng ta xin hãy tránh xa, dù trẻ hay người già, hãy luôn ở nhà, không cho dịch bệnh lan xa. Cùng nhau chung sức trong giặc Corona. Corona là kẻ thù của chúng ta, thương người chiến sĩ đang gồng mình ngày đêm và cùng toàn dân chiến đấu trong đại dịch. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Yêu thương nhau, cuộc đời dù bao khó khăn, hãy luôn vững bước tin vào một ngày mai. Dang dang vòng tay, chung bước trên con đường. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa. Corona, đại dịch sẽ phải lùi xa.